Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Tiến Quang, cựu trưởng công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng và 7 đồng phạm về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc. Mở phiên xét xử nguyên trưởng công an quận Đồ Sơn cùng 7 thuộc cấp trong vụ làm sai lệch hồ sơ vụ án. 8 bị cáo trong vụ án gồm Trần Tiến Quang cựu trưởng công an quận, Phạm Quang Tuấn cựu phó trưởng công an quận, cựu phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Hữu Cường cựu đội phó điều tra tổng hợp, Đỗ Hữu Dũng cựu đội phó quản lý hành chính, Đinh Đình Việt cựu đội trưởng điều tra hình sự, Nguyễn Viết Công, Vũ Duy Thanh và Vũ Văn Hoàng nguyên cán bộ đội quản lý hành chính. Trong vụ án làm sai lệch hồ sơ, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định ông Trần Tiến Quang cựu trưởng công an quận Đồ Sơn giữ vai trò chính, là chủ mưu chỉ đạo toàn bộ việc thực hiện hành vi phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc có dấu hiệu động cơ vụ lợi, nhận hối lộ để nhằm đưa vụ việc xử lý hành chính. Vào khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2020, Đỗ Hữu Dũng gọi điện báo cáo đề xuất và được Trần Tiến Quang đồng ý cho kiểm tra hành chính quán karaoke Hải Sơn 86. Sau khi tổ công tác kiểm tra, Trần Tiến Quang biết việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 có thu giữ ma túy, biết có dấu hiệu của việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng đã chỉ đạo Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Hữu Cường và cán bộ cấp dưới làm sai lệch hồ sơ để giải quyết vụ việc theo hướng xử lý hành chính. Đồng thời, Trần Tiến Quang đã chỉ đạo Nguyễn Hữu Cường nhận tiền từ người quen và người nhà của một số đối tượng bị bắt giữ và chỉ đạo Cường chia số tiền trên. Sau khi có đơn tố cáo, Trần Tiến Quang đã chỉ đạo việc hoàn thiện, lập khống tài liệu hồ sơ vụ việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 nhằm hợp thức hóa hồ sơ vụ việc để đối phó việc thanh tra của Công an thành phố Hải Phòng. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành điều tra nội dung tố cáo về việc nhận hối lộ của các bị can trong vụ án. Kết quả điều tra đã xác định, ngay sau khi ra đầu thú, Nguyễn Hữu Cường khai nhận đã được Trần Tiến Quang chỉ đạo việc nhận tiền từ những người quen và người nhà các đối tượng bị bắt tại quán karaoke Hải Sơn 86. Còn nhận của Nguyễn Khắc Bảy, tức Huy Thơ, và của Hoàng Đình Khắc 500 triệu đồng, nhận 30 triệu đồng từ Hoàng Đình Tuấn, nhận 30 triệu đồng từ Trần Tiến Quang đưa cho nói của người nhà đối tượng, nhận 130 triệu đồng của một người đàn ông mặt có chàm ở má, không rõ là ai, nhận 200 triệu đồng từ ông Hùng Tư Pháp, sau khai lại là nhận từ Đỗ Hữu Dũng, nhận 60 triệu đồng từ Nguyễn Văn Tuấn, nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Quang Anh. Cường nghe Đinh Đinh Việt nói xin cho đối tượng do Hải Ninh 20 triệu đồng nhưng không thấy Việt đưa tiền. Tổng số tiền Cường đã nhận là 1 tỷ 070 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Cường đưa hết lại cho Trần Tiến Quang và Quang đã chỉ đạo Cường chia như sau, đưa cho Nguyễn Thế Trung, lúc đó là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đồ Sơn 200 triệu đồng, đưa đội điều tra tổng hợp 23 triệu đồng, đưa Công an phường Hợp Đức 15 triệu đồng, đưa đội hình sự 18 triệu đồng, đưa cho Trần Duy Hưng 5 triệu đồng để trả tiền mua hộp test ma túy, đưa đội quản lý hành chính 100 triệu đồng, đưa Phạm Quang Tuấn 200 triệu đồng, đưa đội giao thông 10 triệu đồng, đưa đội tổng hợp 2 triệu đồng và Cường được nhận 50 triệu đồng. Trước đó, ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau thời gian hội ý, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định trả hồ sơ để điều tra, bổ sung, hủy bỏ quyết định tách hành vi có dấu hiệu nhận hối lộ. Sau khi nguyên trưởng công an quận Đồ Sơn bị bắt liên quan đến hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa, người đã làm đơn tố cáo vi phạm của một số cán bộ công an quận Đồ Sơn, đã chia sẻ những thông tin xoay quanh vụ án nói trên. Trên báo Dân Việt có bài viết, cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa nói gì khi nghe tin nguyên trưởng công an quận Đồ Sơn bị bắt. Nội dung bài báo đã mạnh dạn nhắc đến cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa, người đã dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi sai trái ở công an quận Đồ Sơn. Sáng ngày 28 tháng 12, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Tiến Quang, nguyên trưởng công an quận Đồ Sơn Hải Phòng về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Ông Trần Tiến Quang là người thứ 9 trong vụ án bị cơ quan chức năng khởi tố. Ngay sau khi Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành khởi tố bị can, báo Dân Việt đã gọi điện cho cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa, người đã làm đơn tố cáo vi phạm của một số cán bộ công an quận Đồ Sơn. Ông Khoa cho biết hiện không có mặt ở Hải Phòng mà đang đi làm ăn ở một nơi rất xa, ở đâu thì chưa tiện thông tin. Anh Khoa cho biết, tuy ở xa nhưng hàng ngày hàng giờ anh đều theo sát diễn tiến của vụ án qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trước khi ông Trần Tiến Quang, nguyên trưởng công an quận Đồ Sơn bị bắt, có rất nhiều cán bộ có trách nhiệm liên quan đã bị cơ quan chức năng khởi tố, nhưng Khoa vẫn chưa yên tâm vì họ chưa phải là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ việc này.
khi nghe tin ông Trần Tiến Quang được điều chuyển công tác lên vị trí mới, Khoa cũng có chút lo lắng vụ việc có thể bị dừng lại ở đây. Nhưng anh cũng vẫn luôn tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật và việc sai phạm sẽ được làm đến cùng. Qua cuộc điện thoại, Khoa nói, việc gì đến rồi cũng phải đến. Hôm nay, tôi thấy mình thật nhẹ nhõm. Từ nay tôi có thể tập trung lo cho cuộc sống của riêng mình rồi. Ngoài ra, phóng viên của báo Dân Việt có hỏi thêm, vụ việc cũng đã đến hồi kết thúc. Rất nhiều độc giả đặt vấn đề, anh có nên đơn, đề nghị Bộ Công an tuyển dụng đặc cách cho được quay trở lại phục vụ ngành hay không? Anh thấy sao? Về điều này, anh Khoa cho biết, được công tác trong ngành công an là mơ ước từ nhỏ của tôi. Bất đắc dĩ tôi mới phải làm đơn xin ra khỏi ngành. Nguyện vọng của tôi, nhất là của bố mẹ, đều mong muốn được quay trở lại ngành công an để tiếp tục công tác. Tôi sẵn sàng làm đơn gửi lãnh đạo Bộ Công an, mong được quan tâm. Nhưng tôi cảm nhận việc này rất khó vì chưa có tiền lệ. Phóng viên đặt câu hỏi, vậy bây giờ cuộc sống của anh như thế nào? Có vất vả không? Anh đã làm ra tiền gửi về, đỡ đần cho cha mẹ, vợ con hay chưa? Anh Khoa ngập ngừng giây lát, rồi nói, tôi vẫn chưa có tiền để gửi về nhà. Tôi đang đi làm cùng anh em bạn bè. Công việc mới ở giai đoạn đầu tư còn rất khó khăn, nên tôi chia sẻ cùng anh em. Tuy công việc có vất vả, nhưng tôi vẫn vui, nhất là thấy lòng mình thật thanh thản. Có không ít người xúc động khi biết Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, nguyên cán bộ công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng, là người yêu nghề, tâm huyết với nghề, không khuất phục trước những sai phạm, tiêu cực. Từng câu từng chữ, lời chia sẻ của anh phần nào khiến cho người nghe hiểu được sự chính trực của người chiến sĩ công an. Như đã biết, Thiếu tá Trịnh Văn Khoa là người đã dũng cảm tố cáo 3 cán bộ chiến sĩ công an quận Đồ Sơn khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong vụ án bắt giữ 28 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy. Dấu hiệu sai phạm ở đây là dung dưỡng, bao che, thả tự do cho đối tượng khi chưa điều tra và có kết luận rõ ràng. Ngay sau đơn tố cáo của anh Khoa, 3 cán bộ công an Đồ Sơn đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Việc anh Trịnh Văn Khoa dám từ bỏ cấp bậc thiếu tá, từ bỏ công việc của mình, từ bỏ đi chặng đường phấn đấu bao năm trong lực lượng để lên tiếng đấu tranh với những hành vi có dấu hiệu sai lệch là một điều rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Có nhiều khán giả đã để lại bình luận rằng anh Khoa rất dũng cảm, anh là người cảnh sát nhân dân chân chính, lương thiện, dám nói, dám đấu tranh với cái xấu xa, đáng buồn ngay ở trong cơ quan của đơn vị mình, dù biết trước được tương lai bất định và muôn vàn khó khăn phía trước. Hay là bạn đọc anh Dũng Trần cũng có nhận xét như sau. Có người cứ nói anh Khoa tố cáo do ăn chia không đều. Các anh buồn cười thật, người ta đánh đổi cả sự nghiệp, thậm chí là sự an nguy của bản thân và gia đình để tố cáo sai phạm thì còn cần gì mấy đồng ăn chia. Nhiều người cũng cho rằng để anh Khoa ra khỏi ngành là một điều rất đáng tiếc. Theo bạn đọc Dương Văn Tuấn, anh Khoa rất dũng cảm khi trực diện tố cáo đồng đội sai phạm. Nhưng sao lại xin nghỉ việc? Cứ ở lại công tác thì sợ ai? Vì chân lý luôn đúng. Không lẽ họ sẽ có bè, có cánh để trù dập ông hay sao? Thậm chí nhiều người còn đề nghị nếu không mời Khoa ở lại ngành thì cần có bằng khen cho hành động cương trực này. Thời buổi kinh tế thị trường, mỗi người trưởng thành đều phải quan tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy công an mang trên mình trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự xã hội, phục vụ đất nước và nhân dân, nhưng suy cho cùng, đây cũng là một ngành nghề để giúp con người mưu sinh. Các cán bộ chiến sĩ cũng phải lao động, nhận lương để nuôi sống bản thân và gia đình. Cán bộ chiến sĩ nào có bản lĩnh vững vàng thì không nói làm gì. Nhưng người nào chạy theo cám dỗ đồng tiền thì rất nguy hiểm, bởi họ có thể trở thành con rối tiếp tay cho tội phạm. Với Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, mặc dù là trụ cột của một gia đình có 3 người con và vợ, gia cảnh cũng không phải thuộc loại khá giả gì. Thế nhưng anh vẫn chấp nhận hy sinh vị trí của mình, hy sinh thu nhập kinh tế ổn định của mình để vạch trần cái mà anh cho là sai trái, xấu xa, tự vạch ra đường kẻ ranh giới giữa việc xấu và việc tốt. Điều này đã nói lên phần nào phẩm chất chính trực của anh và cũng là bản chất chung của người chiến sĩ công an, kiên trung, dám làm vì lý tưởng cao đẹp thật sự. Hiện nay có rất nhiều cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an đang công tác, cũng đang làm việc bằng tất cả tình yêu nghề và lòng nhiệt huyết với nghề. Vì danh dự, lòng tự trọng nên họ không cho phép mình đứng cùng chiến tuyến với tội phạm. Ở họ luôn toát lên tinh thần trách nhiệm, lòng kiên trung, dám hy sinh lợi ích cá nhân để loại bỏ những con sâu đang làm giàu lực lượng, góp phần làm trong sạch ngành công an.
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi chính là những ví dụ điển hình, là tấm gương sáng đi đầu trong công tác đấu tranh, bắt giữ, triệt phá tội phạm và chống tiêu cực. Luật sư Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng cần phải biểu dương ngay nguyên thiếu tá Trịnh Văn Khoa. Phải nói rằng đây là con người dũng cảm, dám đứng ra đấu tranh, tố cáo sai phạm ở Công an quận Đồ Sơn. Luật sư Bùi Đình Ứng nhìn nhận thêm, đồng chí Khoa rất đáng trân trọng, nể phục. Để lên đến quân hàm thiếu tá, tức là đồng chí Khoa đã phải phấn đấu trong lực lượng lâu rồi. Nhưng đồng chí Khoa vẫn chấp nhận việc mình có thể sẽ bị thiệt thòi, dám tố cáo sai phạm ở Công an quận Đồ Sơn, đồng thời xin ra khỏi ngành, kiên quyết không đồng tình với sai phạm. Đây là điều rất đáng nể, một sự hy sinh rất lớn, còn danh dự gia đình. Có lẽ người ta đã phải suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định này. Tôi nghĩ rằng ngành công an cần phát động trong lực lượng, học tập theo gương đồng chí Khoa với tinh thần dám đấu tranh chống tiêu cực trong lực lượng, làm trong sạch lực lượng. Đây là một cán bộ có lòng tự trọng, nhân dân rất cần những vị cán bộ như vậy. Vị luật sư nhấn mạnh. Hiện thông tin vụ án được đưa ra xét xử vẫn đang là đề tài nóng hổi thu hút sự quan tâm của mọi người. Mọi thông tin liên quan đến phiên xử sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.